em lại tìm gì vậy? Hải à, anh muốn bất cứ chuyện gì em cũng phải chia sẻ cho anh biết. Vợ chồng mình sống với nhau hơn 30 năm rồi, giờ có chuyện gì em lại giấu anh? Anh cảm thấy buồn lắm. Em tìm cây ba toan có cái đầu rồng, vật gia bảo của gia đình anh. Chuyện là như vậy đó anh. Em đã tìm gặp được con mình, đã gặp được thằng Chẩm rồi. Thiệt hả em? Vậy bây giờ thằng Chẩm nó đang ở đâu? Hai vợ chồng mình đi đón nó về được không? Em sợ là mình không nên tới chỗ nó bây giờ đâu anh. Hiện giờ trong lòng của con toàn là trách móc và hận thù. Em nghĩ nó cần phải có thời gian rồi mới gặp gia đình của mình chính thức được. Em cũng đang cố gắng khuyên nhủ con. Trách móc thì anh hiểu, nhưng còn hận thù, sao lại là hận thù hả em? Thật Chậm nó nghĩ anh Ba Thành bị chết oan, nên là nó nhất định phải tìm cho ra hung thủ đã sát hại cha nó. Nhà Giang Duy Long đó chính là thằng Chẩm, con của chị Hai và thằng Ba Thành đó anh. Mày nói cái gì? Tuyệt đối không nói chuyện này cho chị Hai mày biết nghe chưa? Như vậy là cụ đã biết thằng nhà Văn là thằng Chẩm rồi, nhưng nhất định không cho mình biết, còn đi tìm cái ba toan phụ nó nữa. Rõ ràng cổ đã bị thằng nhóc nó khống chế. Được rồi, mày thích gì thì tao chiều mày thôi Duy Long. Mà võ quýt dày thì có móng tay nhọn, tao sẽ cùng mày đóng tròn vở kịch mà mày dựng lên. Em à, tội nghiệp con đó quá em ha. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, làm sao mà tìm được. Thật tình anh cũng mong tới ngày nó nhận lại gia đình mình. Hey, anh nôn gặp con quá. Không biết bây giờ thằng Chổng ngày xưa nó lớn lên, nó có đẹp trai, có sáng láng giống như là chú Ba Thành ngày xưa không? Em nghĩ là anh được có nôn nóng quá, cứ để từ từ cho con có thời gian. Vậy còn vụ chú Ba Thành, nó có nghi ngờ ai không? Nếu có thì anh có thể giúp nó điều tra ra chân tướng. Có. Người nó nghi ngờ chính là anh. Là anh. Em xin lỗi. Em cũng đã cố gắng khuyên nhủ nó, nhưng em cũng không hiểu sao nó cứ khăng khăng anh là người đã sát hại anh Ba Thành. Em đã nói nó rất nhiều nhưng mà nó vẫn không chịu hiểu. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Hơn 30 năm rồi em mới gặp lại con,
nên em cũng không muốn vì chuyện này mà không thể hàn gắn được tình cảm của hai mẹ con em. Em không muốn rời xa con em. Nhưng em sẽ cố gắng khuyên nhủ nó. Em sẽ nói nó tin anh. Vậy bây giờ thằng Trọng nó muốn gì? Nó muốn em tìm cây ba ton, vật gia bảo của gia đình anh. Cây ba ton nó đã mất từ lâu rồi, anh cũng không biết nữa. Anh cũng rất thắc mắc và cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng mà chưa được em à. Hải à, em có tin ở anh không? Nếu như em không tin anh thì anh có thể lục tung ngôi nhà này lên để cho em tìm. Không cần đâu, anh đừng làm như vậy. Em tin anh mà. Còn chuyện của thằng Chẩm, em sẽ kiếm cách để nói chuyện với con. Em xin lỗi anh. Bà không những không tìm được cái ba ton mà bà còn báo với ông ta là bà tìm được tôi à? Chậm à, má bị buộc vào tình thế phải nói như vậy. Nhưng má chỉ nói chế dưỡng của con là đã tìm ra thằng Chậm chứ không phải là nhà văn Duy Long, nên dưỡng con cũng không biết đâu. Má đã chịu theo ý con để tìm cây ba ton. Nhưng mà như con nói đó, cây ba ton là vật gia bảo của gia đình, thì nếu như mà cây ba ton ở trong nhà cũng là điều bình thường mà con. Với lại dượng con có nói cây ba ton đó đã biến mất hơn 30 năm rồi, không tìm ra được nữa. Bây giờ tôi không biết bà đang diễn kịch hay bà nói thiệt luôn. Chính ông ta là hung thủ, cho nên ông ta diện cớ làm mất và giấu nó đi. Nếu như bây giờ tôi tìm được cây ba ton trong tay của ông ta, chứng tỏ ông ta chính là hung thủ giết chết cha tôi. Và cái ba ton đó chính là vật chứng. Nếu như bây giờ bà không giúp được tôi sẽ tìm cách khác. Bà về đi. Chậm, chậm, con nghe má nói đã chậm. Giết cậu nên cậu phải cẩn thận. Nè, 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 Chậm, Chậm, con có sao không Chậm? Con lại bị người ta cố tình hãm hại nữa hả? Ông ta đúng là đồ ác độc. Tính mạng con đang bị đe dọa đó Chậm. Con có cách rồi, đành phải nhờ người khác vậy. Con định nhờ ai? Con có cách của con.
Chẩm, còn Kim má có chuyện gì hả? Tôi vừa nhờ bà tìm cái Ba Toan thì ông ta cho người ám sát tôi kìa. Cũng may là mạng tôi lớn đó, được trời đất thương. Nếu không tôi không còn mạng đến đây nói chuyện với bà đâu. Ám sát con? Trước mặt bà thì ông ta giả nhân giả nghĩa, nhưng sau lưng bà ông ta muốn giết tôi bằng cách cho người lấy xe đụng tôi nè. Không thể nào có chuyện đó được. Con có hiểu lầm không? Hiểu lầm hả? Bà không tin bà gọi ta ra đây nói chuyện nè. Ba mặt một lời, con ta nói gì? Dượng con bây giờ đang nghỉ trưa rồi, nhưng mà không thể nào Dượng con biết được con là nhà văn Duy Long. Má chỉ mới nói cho Dượng con biết là má tìm lại được thằng Chẩm thôi. Làm sao mà Dượng con biết con là thằng Chẩm mà lại ám sát con chứ? Nhưng tôi nói cho bà biết, em trai của ông ta kìa là ông Ba Hạp, biết nhà văn Duy Long với Chẩm là một rồi. Không có lý do gì ông ta không biết hết. Tôi nói cho bà biết nha, ông ta biết nhiều hơn bà tưởng đó. Chẩm à, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nếu như mà Dượng con biết con là thằng Chẩm thì Dượng con đã nói cho má biết rồi. Con phải biết là suốt bao nhiêu năm qua Dượng con cùng với má đi tìm con. Ổng thương con còn hơn con ruột của mình nữa. Cũng phải, ông ta lừa được bà 30 năm qua thì mấy cái chuyện này ông ta lừa bà cái một cũng đúng thôi. Dễ hiểu mà, đúng không? Chậm mà, con bình tĩnh lại. Bây giờ con đang nóng nảy, không có giải quyết được chuyện gì đâu. Hay giờ con cứ về đi, để lát nữa má sẽ nói chuyện với Dượng con, rõ đầu đuôi câu chuyện má sẽ nói lại cho con biết. Thì bà kêu ông ta ra nói chuyện đi. Ba mặt một lời, muốn hại tôi hại ở đây nè. Kêu ông ta ra đi. Chậm mà, con nghe má nói, má đảm bảo với con là Dượng con không bao giờ làm chuyện đó đâu. Còn nếu như mà con thấy con đang gặp nguy hiểm, má sẽ nói Dượng con tìm người bảo vệ cho con. Má đảm bảo an toàn cho con tin má đi. Chậm à, chậm. Có chuyện gì với em? Anh, anh nghe loáng thoáng ở ngoài này có người cần gặp anh hả? Thằng Chậm nó mới tìm gặp em. Nó mới ở đây? Nó đâu rồi? Nó về rồi. Nó đến, nó nói với em một chuyện, là có người muốn ám sát nó, mà người nó nghi ngờ là anh đó. Em nghĩ giữa anh và nó lại có sự hiểu lầm rồi. Trời đất, vậy hả em? Vì em đã nói với anh, con nó chưa muốn gặp anh, cho nên mặt mũi nó như thế nào anh còn chưa biết, thì làm sao mà hại nó được hả em? Theo anh nghĩ là có một ai đó sau lưng nó, xúi giục nó. Bởi vậy mới nói, sao mấy người đó ác quá, người ta không sợ quả báo hay sao vậy? Mà anh nè, em thấy con nói như vậy em cũng lo lắm. Hay là anh cho người bảo vệ nó giúp em được không? Chứ con nó mà có bề gì, em sống không nổi đâu. Thôi được rồi, từ từ anh tính mà. Thằng Chậm nó sẽ được an toàn mà, em đừng có lo. Ba, má. Ủa, ba, má, sao không vô trong nhà nói chuyện, đứng đây chỉ cho nắng vậy? Làm cái tiệm nãy giờ không thấy. Con định đi đâu đây? Con đi công chuyện. Con đi công chuyện hay là đi gặp cậu Long? Ba hay thiệt á nha. Con đoán đúng rồi, con đi hẹn hò với anh Duy Long. Thôi con đi nha. Còn không được gặp cậu Long. Ủa sao vậy má? Tại vì ý của má là con gái là phải ở nhà lo công chuyện gia đình, lo công chuyện công ty nữa, không có được suốt ngày cắm đầu vô yêu như vậy. Điều đó là không nên. Má còn nói đúng đó, là con gái không nên chỉ biết chuyện tình cảm thôi. Thôi được rồi, con vào nhà đi. Lát nữa ba sẽ hỏi con về chuyện của công ty. Bữa nay không được đi đâu hết, nghe chưa? Gì vậy? Này ba với má sao vậy? Tự dưng khó dễ sợ luôn á. Cuối tuần cũng cho người ta đi chơi hẹn hò với bạn trai nữa. Bây giờ nghe lời ba nói không? Đi vô trong. Dạ rồi con nghe. Anh,
Em làm như vậy có quá đáng với con bé lắm không? Mình không có sai đâu. Trước khi biết được tình cảm của cậu Long đối với con gái mình là thật hay giả thì chúng ta cũng không nên để mọi chuyện đi quá xa. Thôi, để anh vào coi con như thế nào. Chào anh. Trời ơi, tại sao mà vô phòng tôi không gõ cửa để tôi nói hoài vậy hả? Làm ăn cái kiểu gì mà... Ủa? Ông Lâm ghé tòa soạn, sao ông Lâm không báo trước để tôi sai mấy đứa nhỏ nó tiếp đón cho nó đàng hoàng. À, hồi nãy mấy cái lời tôi nói thật ra là tôi la mấy đứa phóng viên trẻ. Dạ, tụi nó vô phép vô tắc lắm chứ không có ý gì đâu ông Lâm. Dạ. Không có gì đâu. Dạ. Tôi tới đây để nhờ anh một chuyện. Dạ. Chứ đâu có ý trách móc gì anh đâu. Dạ. Vậy xin phép mời ông Lâm mà mình qua bên kia mình ngồi uống nước nói chuyện. Không cần đâu. Tôi nói nhanh rồi còn đi nữa. Dạ. Số tiền mà tôi đưa cho anh đó. Dạ dạ xin ông Lâm thông cảm. Tại vì cái số tiền đó hiện tại bây giờ là toàn soạn chúng tôi chưa có ra tiểu thuyết mới, cho nên cũng chưa có tiền để trả cho ông Lâm. Vậy bây giờ xin phép ông Lâm cho tôi bán được vài kỳ báo, tôi lấy tiền báo tôi trả lại liền. À, anh không có cần... Dạ, dạ cần. Dạ phải cần thời gian để mà trả nợ. Chứ bây giờ mà ông Lâm kêu tôi trả liền thì dạ thật sự là tòa sáng không còn một đồng một cát nào hết. Mà cuộc đời nó ác lắm nha. Phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Tự nhiên đang cái chuyện bây giờ gì mà nỡ lòng nào má tôi bệnh. Dạ không biết đường đâu mà xây sở. Dạ. Ý của tôi á là anh không cần trả lại tôi số tiền đó đâu. Dạ tôi cũng biết cái hoàn cảnh của tôi thì... Dạ ông Lâm mới nói gì? Không cần trả lại tôi số tiền đó. Ủa thì... Tôi có nghe lộn không vậy ông Lâm? Tôi nói rõ ràng như vậy làm sao mà anh nghe lộn được? À, dạ 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 nếu vậy thì... Dạ tôi nghĩ cái chuyện mà tôi sắp nhờ anh á, dạ, nằm trong tầm tay của anh thôi. Dạ bây giờ trong tầm tay hay ngoài tầm tay gì mà chuyện của ông Lâm nhờ là tôi phải làm hết. Dạ. Được rồi. Dạ. Đó là hãy giao thật nhiều công việc cho cậu Long. Cho cậu ấy làm tới ngọt thở luôn cũng được. Làm tới nổi cậu ấy không còn thời gian tâm trí nghĩ tới chuyện khác nữa, có được không? Vậy thôi á? Đơn giản vậy thôi. Ô, trời ơi, cái chuyện vậy thì nó dễ quá. Dạ đúng trong tầm tay của tôi. Trời ơi, cái vụ mà vẽ vẹt cho cái cấp dưới làm là thật sự là tôi giỏi lắm, tôi rành lắm. Dạ ông Lâm yên tâm. Dạ vậy thì quá tốt. Dạ hy vọng lần này anh được việc hơn mấy lần trước. Dạ 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 tôi đi nghe. Dạ 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 xin chào ông Lâm. Dạ chào anh. Dạ. Đi đâu mà gấp vậy ta? Anh hai. Tiếp tới đây làm gì? Thằng Chẩm vừa mới có việc nó chạy ra ngoài rồi. Em có đem chút đồ ăn qua đây để tẩm bổ cho thằng Chẩm. Em thấy dạo này nó xanh xao quá. Ở đây tôi cũng chăm sóc cho nó được mà. Hơn 30 năm qua tôi đâu có để cho nó đói khát ngày nào đâu. Anh hai, anh hai đừng nói như vậy. Thiệt sự em không cố ý làm phiền. Em chỉ muốn đem chút đồ ăn qua cho anh hai với lại thằng Chẩm thôi. Em vô trong em hâm nóng cho anh hai ăn trước, rồi lát Chẩm về nó ăn nghe. Sao thân mật như vậy? Lại còn mang đồ ăn cho ông ta nữa. Vào đi. Tôi có chuyện cần bàn với cậu. Tôi có cảm giác có một ai đó hay là một thế lực nào đó
cứ đi theo bảo vệ cho thằng Duy Long. Vậy bây giờ anh Lâm muốn sao? Tôi muốn cậu theo dõi nó để coi ai là người đang ngầm bảo vệ cho nó. Được chứ? Dạ anh Lâm yên tâm, có tin tức gì á em sẽ báo cho anh Lâm. Cậu đi đi. Dạ. Chậm à, bao nhiêu lần tao muốn hại mày mà mày đều thoát được. Chắc chắn là có kẻ giúp mày sau lưng. Để tao coi kẻ đó là ai. Cái thằng áo đen đó là ai, nhưng mà em khẳng định là cả hai lần đều là nó cứu. Lần cuối cùng em còn chém vào tay phải của nó nữa. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cậu sao vậy? Dạ do hôm qua sơ ý quá em bị té chật tay. Cạn nha. Lâu lắm rồi tôi với cậu mới có thể ngồi uống với nhau như thế này. Bữa nay uống không say không về nha. Dạ. Lúc nào mà anh Lâm kêu á thì em cũng đều có mặt. Nhưng mà hôm nay á có tâm sự hả anh Lâm? Cần gì tâm sự. Đàn ông mà cao hứng thì uống thôi. Ê, giao kèo với nhau nha. Tôi rót ly nào phải uống hết ly đó, không say không về. Vô. Dạ em xin phép. Lúc này sức khỏe em không có tốt nên em uống yếu lắm. Cậu uống với tôi đâu phải là uống với mấy cô gái xinh đẹp đâu mà sợ. Cậu có bề gì á, tôi đưa cậu về. Còn nếu cậu thấy không khỏe nữa thì mai tôi cho cậu nghỉ. Nhưng mà có cái này tôi thấy lạ. Không hiểu sao 5 lần 7 lượt tôi cho tụi nó truy sát thằng Long,
Vậy mà lần nào cũng có người đứng ra cứu giúp nó. Quá lạ luôn. Giống như là... À đúng rồi, giống như là biết trước hành động của tôi vậy. Cậu có biết tại sao không? Dạ em không biết. Để tôi nói cho cậu biết. Đêm nay, ngay đêm nay, tôi sẽ cho người truy sát thằng Long tới cùng, để coi lần này nó có may mắn thoát nạn hay không. Vô. Cậu Phi nè. Dạ. Cậu theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu biết không ít về tôi đúng không? Đúng không? Vậy cậu có biết tên Lâm không phải là tên thật của tôi không? Thiệt hả Long? Vậy anh Lâm tên thiệt là tên gì? Thật sự em không có biết. Thôi cậu không biết thì thôi. Cậu chỉ cần biết là cái tên đó nó không được tốt. Tôi muốn giấu đi, giấu u hay là đoạn tuyệt với một cái quãng đời không được tốt đẹp của tôi. Đại khái là tôi muốn chôn vùi đi quá khứ. Cứ vậy đi. Mà thôi, bây giờ cậu kể gì cậu đi. Quá khứ của cậu như thế nào? Kể tôi nghe đi. Anh Lâm ơi, lúc này sức khỏe không được tốt nên em muốn giải ly, em hơi mệt. Để hôm nào đi em kể cho anh Lâm nghe nha. Hê, đang vui mà. Về trước cái gì, uống hết. Uống hết rồi về. Uống hết rồi về. Mở lên. Dạ. Thôi được rồi. Cậu muốn về thì về, tôi không ép cậu nữa. Sao, vậy được không? Hay tôi kêu tài xế chở cậu về nghe. Dạ thôi được rồi anh Long, em tự về được. Dạ em xin phép. Không tiện. Rồi coi mày sẽ phản ứng như thế nào. Tối nay hắn sẽ thủ tiêu Di Long. Không được, mình không thể để hắn giết Di Long được. Ra là mày à?
luôn. Không lẽ tôi với. Dám vô địa bàn của tụi tao ăn cắp gỗ hả mày? Mấy anh lại vậy? Mấy lại mà quýnh tôi vậy? Tụi tao lâm tại cái khu rừng này qua đây là nơi kiếm ăn của tụi tao. Tôi không biết. Tại vì tôi chỉ là thương nhân thôi à. Có người hẹn tôi vô đây nè để hợp tác về khai thác gỗ. Tôi chỉ là thương nhân thôi à. Giỡn mà hả mày? Thằng đó là thằng nào mà dám hợp tác với mày ăn cắp gỗ của tụi tao? Tôi đâu có biết đâu. Hôm nay nè, người đó hẹn tôi vô đây để khảo sát việc khai thác gỗ thôi à. Dám lắm lời hả mày? Giả đò nhưng không có gì. Để nó cho mày biết thế nào là lấy được. Khoan, tôi biết tội tôi rồi. Xin các anh tha cho tôi đi. Tôi biết bây giờ là địa bàn của các anh, tôi không dám mạo phạm đâu, tôi hứa mà. Tôi xin các anh tha cho tôi đi. Giờ biết sợ hả mày? Buông cho mày, chịu im vô đi. Anh lại vậy? Anh đừng sợ, đi theo tôi. Giới thiệu với mọi người, đây là cậu Phi. Từ trại trở đi, cậu Phi sẽ là người phụ trách quản lý xưởng gỗ này. Chào mọi người. Cậu Phi, đây là xưởng trưởng, thợ chánh, thợ phó. Mọi người làm quen với nhau đi. Tôi là người mới, rất mong được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ. Chúng tôi á làm gì mà có kinh nghiệm bằng anh Phi. Anh Phi á biết về gỗ nè, về rừng nè. Không biết á ai là học hỏi ai đây. Anh đừng nói vậy. Tôi chỉ biết chút thôi. Nhưng mà sau này có chuyện gì á, nếu mà tôi san sẻ được á thì tôi sẽ giúp cho. Mình cùng nhau phát triển. Cậu Phi nói đúng đó. Một khi chúng ta đoàn kết với nhau thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ rộng mở. Tôi sẽ không để ai phải chịu thiệt đâu. Thôi, mọi người làm việc tiếp nha. Cảm ơn cậu đã nhận lời giúp tôi. Dạ, tôi phải cảm ơn ông chủ chứ. Nếu mà không có ông chủ á thì làm sao tôi có được công ăn việc làm như thế này. Đền ơn người đã từng cứu sống mình, đó là chuyện đương nhiên mà. Giao xưởng gỗ này cho cậu tôi rất yên tâm. Dạ, cảm ơn ông chủ tin tưởng. Mình ngu quá. Từ trước tới giờ mình đã nuôi ông tay áo. Mẹ kiếp, nó muốn trả thù mình. Sau giờ này không thể động tĩnh gì hết cho ta. Hãy
Anh hai. Anh hai. Tại sao Thiếp lại tới đây? Thiếp đừng có để cho thằng Chẩm nó biết mối quan hệ giữa Thiếp và nó. Nó biết hết rồi. Cái gì? Tại sao Thiếp lại để cho nó biết? Nếu vậy là nó cũng đã biết con bé Hân là em cùng cha khác mẹ với nó. Như vậy càng tốt, nó sẽ ngưng cái việc điều tra cái chết của cha nó lại. Không, nó không chịu ngưng đâu anh hai. Tại sao nó lại không ngưng chứ? Chậm. Bà đến đây làm gì? Chậm à, bà nhớ con, bà đến thăm con. Bà quên, bà đã hứa gì với tôi hả? Và đừng bao giờ gọi tôi là Chấm. Là do bác hai. Bác hai và má con muốn con dừng cái chuyện điều tra cái chết của cha con lại. Hãy để cho quá khứ ngủ yên đi con. Bác hai, bác hai không giúp con thì thôi, bác hai đừng có cản. Cha con chết tức tưởi lắm và oan ức dữ lắm. Hung thủ giết cha con cần phải được đưa ra ánh sáng và trị tội. Và tôi mong bà từ đây về sau đừng có tới đây làm phiền bác cháu tôi nữa. Mình vô bác. Long, còn nghe má nói, sự thật là bây giờ Dượng của con chưa biết có phải là hung thủ hay không, nhưng Dượng của con là một người sống tình cảm, chan hòa và biết dung đáp cho gia đình. Với tính cách đó, ba nghĩ ông ấy không phải là hung thủ giết người đâu. Mỗi lần nhắc tới ông là bà binh chập chập à. Bà bị bùa mê thuốc lú đúng không? Hèn gì bà dễ dàng ngã vòng tay ông ấy, đâu quan tâm cha con tôi. Chậm. Long, bác nghĩ. Bác hai, bác hai cứ để con nói. Bác nghĩ là mỗi người đều có một số phận khác nhau con à. Bác hai cứ để con nói. Con không nhận bà ta là má, đó không nằm trong kế hoạch trả thù của con, mà do cách bà ta đối xử cha con kìa. Long, con phải nghe sự thật. Ngày xưa má ra đi vì người ta nghĩ má là người giúp cho cha con vượt ngục. Má phải lánh nạn một thời gian, nhưng sau đó má đã quay về để tìm hai bác cháu con. Nhưng cả hai bác cháu con đã dọn đi rồi. Bao nhiêu năm qua má vẫn liên tục tìm con, cho đến hôm nay má mới may mắn tìm được con ở đây. May mắn hả? May mắn này xui xẻo. Mà về nói với ông Thức á, hung thủ giết cha tôi, chắc chắn một điều không bao giờ bỏ qua. Tôi sẽ moi ông ta ra, đưa ông ta ra trị tội. Về nói với ông ta vậy đó. Long, Long, Long. Chậm. Thiên Ba, tôi nghĩ là nhất thời rất khó mà dung hòa giữa thù hận và tình cảm. Thiên cứ để từ từ tôi nói với nó. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, Thiên về nghỉ ngơi đi. Gần tòa soạn, tôi sẽ kể toàn bộ sự thật về cái chết của cha cậu. Hàng mình ra đây, nói là cho mình biết tất cả sự thật. Vậy bây giờ ông chưa tới nữa. Đừng nói là cho leo cây giống cái lần trước nha trời.
Mày thừa biết là tao rồi chứ gì. Mày khôn ngoan lắm. Mày đã lừa tao suốt bao nhiêu năm qua. Ông trời có mắt, chỉ cho tao biết bộ mặt thật của mày. Giờ mày định chạy trốn hả? Đừng có mơ. Mày là con quỷ đội lốt người, rồi cầm thú. Mày giết ba tao, rồi mày còn quăng tao xuống sông. Đếm đi. Khi tao trở về, tao đi tố cáo mày, nhưng có ai lại đi tin lời một đứa con nít như tao? Còn bọn Sở Cẩm, nó thần kinh tao không ổn định. Vậy là tao sống trong nỗi đau mất cha. Tao thề suốt cuộc đời này tao không giết được mày. Không phải là con người. Đời mày khổ sở không phải là do tao. Tao nói cho mày biết, do số phận mày xui thôi. Sống được không chịu sống cho đàng hoàng, ôm mộng trả thù. Mày ngu quá. Nhưng mà tao công nhận mày có một lần khôn, một lần thông minh. Khi mà mày đã gạt được tao, nghe tao hỏi nè, có phải là cái vụ mày cứu tao do chính tay mày dàn dựng, đúng không? Đúng không? Đúng. Tao cố ý tiếp cận mày. Chào anh. Chào anh Thức. Tôi bỏ tên Thức lâu rồi. Tôi là Lâm. Chào Lâm, rất hân hạnh hợp tác với anh Lâm. Xin mời anh vào. Cảm ơn anh. Đi chỗ
vợ em Như đi. Ôi nè, anh là ai? Anh là ai vậy? Anh đừng sợ, đi theo tôi. Lúc nãy tôi hơi mạnh tay, mà anh có sao không? Không sao, chỉ cần anh trả đủ tiền với anh em tụi này, cho dù có đổ máu là chuyện bình thường. Giang hồ mà, đổ máu là chuyện thường ngày. Quan trọng có cách ông anh đối xử với tụi tôi như thế nào thôi. Anh an tâm đi. Mà nè, tuyệt đối phải giữ bí mật hay chưa? Anh yên tâm đi, anh em tụi tôi uy tín lắm. Cái này nghĩ lòng cho mày sống không bằng chết. Tao cố được giết cái bọn chó kia. Để rồi coi giờ thì ai giết ai. Tụi bay. Dạ. Mang nó đi, thủ tiêu cho tao. Dạ. Tao có chết tao cũng không tha cho mày đâu. Tại sao ông ta hẹn mà lại không tới? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Chậm. Con mới đi đâu về vậy? Con lại đi hẹn hò với ai đúng không? Chừng nào chưa xong nhiệm vụ với cha con, lúc đó con không nghĩ tới hẹn hò với ai được đâu. Vậy thì tốt. Còn chuyện của con điều tra tới đâu rồi? Con đang tìm cây ba toan trong nhà của ông Thức. Bác Hai, nếu như mình không tìm ra cây ba toan, chẳng lẽ cứ để cho hắn ta nhẫn nhơ hoài sao bác Hai? Bác Hai luôn tin vào luật nhân quả, sẽ không bỏ sót một ai, cho dù người đó có trốn tránh như thế nào đi nữa. Nói như bác Hai vậy là mình không cần tìm mà vạch mặt hắn ta hả? Ý bác Hai không phải như vậy. Chuyện này nó còn nằm ở sự lựa chọn của con. Giống như chuyện bác Hai cản con vậy đó. Bác càng cản con thì con càng nhất định phải làm cho bằng được. Trên đời này chỉ có bác Hai hiểu và thương con nhất. Còn chuyện này bác định nói với con. Chuyện gì vậy bác Hai? Chuyện gì cũng bé Hân. Bác Hai cứ nói đi. Nếu như con không nói thẳng con là anh của nó thì con cũng đừng để nó ngộ nhận và tiến xa trong chuyện tình cảm này. Bác Hai vừa mới ủng hộ con mà. Nếu bây giờ mà con thừa nhận con là anh của Hân thì bác Hai nghĩ đi, con có được đường đường chính chính bước vô nhà ông Thức tìm ra vật chứng hãm hại cha con không? Chậm. Bác không cấm con điều tra sự thật về cái chết của cha con, nhưng bác Hai rất mong con đừng vì đạt được mục đích mà bất chấp hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện con lợi dụng em gái con.
con hãy suy nghĩ thật kỹ nha chậm. Tội nghiệp em gái con lắm đó. Sao anh không tới thăm em? Em nhớ anh lắm á. Anh bận. Vậy xem tới nhà tìm anh nó cũng không thấy anh đâu hết vậy. Em lo lắm anh biết không? Anh nói rồi anh bận mà. Này Duy Long, anh có gì khác để nói với em ngoài hai chữ anh bận không vậy? Em sao vậy? Anh bận thì anh nói anh bận, chứ nói sao giờ? Anh bận cái gì vậy? Anh nói em nghe đi để em phụ cho. Chắc là phải nói nặng hơn thì cổ mới chịu quá. Dạo này á, có một số độc giả nữ, họ muốn có những cuộc gặp thân mật với anh. Anh dành thời gian cho họ. Vậy là anh thà dành thời gian cho họ hơn là dành thời gian cho em á hả? Thì đúng rồi em. Đối với một nhà văn thì người hâm mộ là điều quan trọng nhất, mà đặc biệt á là những hâm mộ nữ, vì đó là những đối tượng không bao giờ bỏ rơi mình. Duy Long, anh có thể nói với em những lời này được á hả? Vậy còn em thì sao? Em là gì của anh? Em ở đâu trong cuộc đời của anh? Anh trả lời cho em đi. Anh nói đi chứ. Thế giờ phút này mà anh vẫn không trả lời được câu hỏi này của em hả? Chứng tỏ là ở trong lòng anh đâu có em đâu. Chứng tỏ là anh chưa bao giờ nghĩ tới em hết đúng không? Bộ em rảnh rỗi quá hả? Không có chuyện gì làm đúng không? Suốt ngày cứ đeo bám theo anh. Con gái mà như vậy là mất giá lắm không biết không? Sao anh có thể lớn tiếng em như vậy? Sao anh có thể nói ra những lời tổn thương em như vậy vậy anh Long? Trước giờ có bao giờ anh lớn tiếng với em như vậy đâu. Anh hết thương em rồi đúng không? Trước không có đúng không? Bây giờ thì có nè. Em nghĩ đi, anh rất là bận, mà suốt ngày cứ giải quyết những chuyện nhỏ nhẽo của em. Anh nhức đầu lắm, điên đầu rồi nè. Em xin lỗi. Em không biết là em phiền anh tới như vậy. Được rồi, vậy thì từ nay em sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Được vậy thì tốt quá. Là anh nói đó. Xin lỗi anh. Mình còn phải nhờ cổ giúp. Hất. 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 Hân, cho anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Đừng có giận anh mà. Không, em không có giận anh. Chỉ là em thấy anh bận quá thì em đi về. Em đi về để anh có thời gian. Anh không vướng tay vướng chân, anh muốn làm cái gì đó thì anh làm. Anh có thời gian hơn làm công chuyện của anh. Chứ em không có giận anh. Hân, anh xin lỗi, tại anh lỡ lời mà. Anh lỡ lời? Cái đó không phải là lỡ lời. Cái đó là những lời thật tâm anh muốn nói kìa. Bây giờ em sẽ về. Em có việc bận rồi. Em không ở đây với anh nữa. Anh muốn làm gì anh làm đi. Từ nay á, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em sẽ không bao giờ bám dính lấy anh nữa. Và em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Như vậy là vừa lòng anh đúng không? Đó là những điều anh mong muốn đúng không? Thôi được rồi. Nếu như em đã nói em không muốn xuất hiện trước mặt anh, em quay mặt đi. Bây giờ em đang không xuất hiện trước mặt anh rồi đó. Vậy thì để anh xuất hiện trước mặt em, có được không? Anh rảnh quá hả? Em không có giỡn với anh. Anh đâu có giỡn với em.
Tại hôm nay tâm trạng anh không được tốt, cho nên anh mới điên khùng khùng vậy đó. Em mới coi anh như người điên người khùng đi. Thôi giờ em đi trốn đi, trốn em đi tìm nha. Em không có giỡn với anh đâu, em bận lắm. Em bận đúng không? Anh cũng rất bận. Hai đứa mình bận nắm tay nhau đi nè. Ha. Đi tung tăng trên đường vậy đó. Thôi mà, đừng khóc nữa nha. Anh xin lỗi. Anh giỡn với em hả? Anh có biết là anh nói ra những lời làm người khác đau lòng, anh làm em tổn thương, xong bây giờ anh xin lỗi là xong hả? Mà anh xin lỗi. Anh làm như vậy có biết em đau lòng đúng không hả anh Long? Anh Duy Long, từ nay anh đừng bao giờ nói với em những lời như vậy nữa nha. Anh đừng bao giờ lớn tiếng với em. Em đau lòng lắm. Anh biết rồi. À, mình à. Mình đi đâu vậy mình? Tôi nghe cô Tư nói dạo này mình hay mang cơm cho ai hả? Em mang một chút đồ ăn qua cho cậu Long. Em nghe con Hân nó nói cậu Long bận đến nỗi không có nấu nướng gì được hết. Em ở nhà cũng rảnh, không có làm gì. Thôi thì nấu một chút đồ ăn mang qua bên đó. Em có nấu luôn phần cho anh, lát nữa anh ăn nha. Ừ, anh biết rồi. Thôi, mình đi sớm về sớm, kẻo nắng nghe mình. Em đi. Ừ. Dạo này đó của con không có suy nghĩ gì ra mới mẹ để viết. Con thành thật xin lỗi chú. Anh Phú Hy giao thật nhiều, thật nhiều công việc cho cậu Long. Cho cậu ấy làm tới ngộp thở luôn cũng được. Làm tới nỗi cậu ấy không còn thời gian, tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Có được không? Vậy thôi á. Đơn giản vậy thôi. Hả? À? Không sao, không viết được cũng đâu có gì đâu. Bây giờ cậu không viết được đúng không? Tòa soạn còn thiếu gì để làm. Hay là giờ cậu biên tập tin bài nha. Biên tập tin bài? Ừ. Được, chuyện nhỏ đối với con. Chuyện nhỏ hả? Nếu vậy thì cậu sửa Morat hết cả cái bài viết trong tòa soạn đi. Thêm cái tin quảng cáo nữa. Cái gì? Bây giờ con phải làm những chuyện đó hả? Con tưởng là tòa soạn của mình có bộ phận làm chuyện đó chứ. Cậu thông cảm đi, tòa soạn bây giờ nó khó khăn lắm. Trước đây á, cậu lại ở Cần Câu Công Chính, cậu ra Tiểu Thuyết một cái, tòa soạn sống được. Bây giờ cậu có viết được đâu. Tôi chuẩn bị tôi cắt giảm nhân sự nữa nè. Bây giờ mà cậu muốn ăn lương tòa soạn á, mà muốn anh em không nói mình á, thì cậu giúp tôi đi nha. Con với là giúp tôi nha. Chú nói giống như con là gánh nặng của tòa soạn vậy chú. Vậy thôi, vậy con xin nghỉ, để chú giữ những người khác lại. Gì vậy? Con tâm trạng dạo này cũng không có gì để viết. Cái gì? Cậu nghĩ là chết tôi á? Tiền đâu tôi đền cho người ta? Chú nói vậy là sao? Hả? Đền cho người ta là sao? Không, ý tôi nói cậu vẫn là, cậu vẫn là ngôi sao sáng của tòa soạn. Cậu cố gắng san sẻ cho tòa soạn chút xíu. Mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà, cậu làm được hết mà. Coi như cậu hỗ trợ giúp đỡ cho tôi đi, được không? Thôi được rồi, vậy thì con nhận. Ừ, rồi thôi vậy đi nha, cố gắng nha, mất thời gian chút xíu thôi. Dạ. Khoan đã, sẵn đây có chồng bạn Thảo mới nè, chịu khó về đọc tôi nha. Nè, đọc đi. Một chồng vậy luôn á. Ừ. Cứ đọc kỹ, thấy cái nào được thì nói cho tôi nha. Rồi, con xin phép chú. Nhớ đóng cửa nha. Vậy là xong. Ủa ba,
Má đâu rồi mà sao ba ngồi đây như uống rượu của một mình vậy? Sĩ hả con? Dạ. Ngồi xuống đó đi. Bữa nay con có thể tâm sự với ba giống như hai người đàn ông được không? Được chứ. Mà hình như ba có chuyện buồn đúng không? Mà má đâu rồi ba? Đó, đó chính là nỗi buồn của ba đó. Con cũng biết tình cảm của ba dành cho má con nó to lớn đến mức nào mà đúng không? Con biết chứ. Không những một mình con biết mà cả nhà này ai cũng biết hết. Đến công ty họ còn biết nữa mà. Cũng bởi vì vậy, bởi vì cái tình cảm to lớn như vậy mà bây giờ ba mới đau lòng như thế này nè con. Con biết không? Không biết sao nữa. Dạo này má con cứ lén lút ra ngoài hoài à. Má con không còn quan tâm tới ba nữa. Ba có hỏi má con cũng không chịu nói. Giống như là má con muốn xa lánh ba vậy đó. Má lén lút ra ngoài. Có khi nào ba, con thấy ba cũng mệt rồi đó. Thôi để con dìu ba vô nghỉ nha. Rồi có chuyện của má để con tìm hiểu rồi con nói là ba sau nha. Đi ba. Sĩ à, nhưng mà con phải hứa với ba, con đứng về phía ba nha sĩ. Tất nhiên rồi ba. Ba là ba của con mà. Con là con trai của ba mà. Đi ba. Thôi được rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi. Ba muốn ngồi thêm ở đây một chút. Dạ. Nhưng mà ba uống ít thôi nha ba. Ừ, ba biết rồi. Cuộc chiến này mình cần thêm đồng minh thì mới mong thắng được. Chị Tư, chị nếm thử coi tôi nấu có vừa chưa? Không được đâu, sao tôi dám? Trời đất ơi, người trong nhà không à, có gì đâu không dám. Nếm thử đi. Dạ. Sao rồi? Cho tôi nếm thêm muỗng nữa đi. Ờ. Chị coi coi vừa chưa, để tôi nếm thêm mặn ngọt như thế nào nghe. Sao rồi? Chưa có đủ vậy, cho muỗng nữa đi. Nè chị Tư, cái này là tôi không có nấu cho chị đâu nghe. Chị nếm một hồi chắc hết luôn nồi canh của tôi luôn quá. Tại bà chủ nấu ngon quá, ngon hơn tôi nấu luôn á. Vậy hả? Đây là nồi gà tiềm long nhãn. Ăn cái này là rất là bổ cho những người hoạt động trí não đó. À, vậy là bà chủ nấu món này cho ông chủ đúng không? Không, ông chủ tôi nấu món khác. Vậy là nấu cho cậu Sĩ. Cậu Sĩ ham chơi mấy trò chơi mà ít vận động trí não á. Cậu Sĩ ăn cái này vô, cậu Sĩ sẽ thông minh hơn ha. Bà chủ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bà chủ, mà bà chủ nấu cho ai vậy? Bí mật. Thôi, chị đi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà dùm tôi đi. Bà chủ, tôi tò mò quá à. Bà chủ nấu món này cho ai vậy? Cho một người bạn của tôi. Mà sao hôm nay chị nhiều chuyện quá vậy? Lo đi nấu đồ ăn đi. Dạ.
Chị Tư. Dạ, cậu sĩ. Má tôi đi đâu vậy? Bà chủ nói đem đồ ăn cho một người bạn. Tôi không biết người bạn đó thân tới độ nào mà làm cho bà chủ nhọc công như vậy. Tự tay nấu rồi tự tay đem đến cho họ. Cậu sĩ, cậu hỏi ăn sáng hả? Em đem chút đồ ăn qua cho anh Hai với thằng Chẩm nè. Em thấy ở nhà mà hai bác cháu nấu nướng như vậy thì bất tiện lắm. Thím ba, thím mà cứ đem đồ ăn qua như vậy đó, đó mới gọi là bất tiện. Từ trước tới giờ tôi với thằng Chẩm ở nhà vẫn tự nấu ăn được, không có thiếu thốn gì hết. Thì anh Hai phải cho em tự tay nấu nướng cho thằng Chẩm nó ăn chứ anh Hai. Cũng đã 30 năm rồi, đây là điều mà em ao ước em làm cho nó. Anh Hai nhận giùm em đi mà. Thím đang làm như vậy á, tôi với thằng Chẩm đều khó xử. Thím đi về đi, tôi không cần đâu. Anh Hai à, khoan đã. Anh không ăn thì để cho thằng Chẩm nó ăn. Cầm giùm em đi về. Thím ba, tôi nói với thím rồi, thím cầm về đi. Thôi mà anh Hai. Thím ba. Má, chị đây làm sao? Sĩ à. Ông này là ai? Là người tình trong bóng tối của má đúng không? Má bỏ nhà, bỏ ba, bỏ gia đình tới đây gặp người này chứ gì? Sĩ, còn ăn nói linh tinh cái gì vậy? Còn không ăn nói linh tinh, tôi nói đúng mà. Ông này quan trọng tới mức độ nào? Má đâu ăn, má đem tận tay vô người ta vậy? Cái này không phải là gian tình chứ là cái gì đó? Thì cậu trai trẻ, cậu ăn nói cho đàng hoàng, giữa chúng tôi không có chuyện gì hết. Hồi nãy tôi thấy ông nắm tay má tôi, còn kéo má tôi vào lòng ông nữa kìa. Sĩ, má và bác này không có chuyện gì hết, con đừng có suy diễn lung tung nữa. Con có suy diễn, má đẹp gì nè, ra đường ai mà không thèm. Cái ông này chắc cũng nằm trong số đó như vậy. Tôi cấm cậu tới đây nói bậy bạ nghe chưa? Tầm bậy hả? Hồi nãy tôi thấy ông nắm tay má của tôi, cái ánh mắt của ông á tà giang lắm kìa. Ông Sĩ, Sĩ à, con dừng tay lại. Đây là bác, đây là bác Hai. Bác Hai là người ơn của má, con không được hổn. Người ơn, người ơn nên má lấy thân của má, má đền đáp cho người ta chứ gì? Mày, mày nói bậy bạ cái gì đó? Cái gì? Mày nói. Sĩ, bây giờ má nói đi. Má nợ ông ta bao nhiêu? Con dùng tiền con trả cho ông. Con quá đáng lắm rồi, con đi về liền cho má. Con không vậy? Tôi yêu cầu bà, từ đây về sau đừng tới đây nữa. Còn cậu, tôi nói cho cậu biết, má cậu tự động tới đây, cái nhà này không ai muốn tiếp. Cậu ăn nói hồ đồ hỗn hào như người lớn, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Cái gì? Tới mày nữa hả? Hết ông già tới mày nữa vậy? Mày không bỏ qua tao vậy? Tao mới là không bỏ qua cho mày nè. Muốn gì? Sĩ à Sĩ, về đi, má xấu hổ lắm rồi. Về. Con phải làm rõ chuyện này mới được. Bà lại đem đồ ăn tới hả bác Hai? Bỏ đi bác. Con có mua đồ ăn rồi, để con nấu cho. Con không ăn thì bác cũng không ăn đâu. Giận con hả má? À, hồi nãy má nói cái ông đó là bác Hai, chứ lại là người ơn của má, là sao vậy má? Má nói con nghe đi má. Má, má nói con nghe đi, má kể con nghe đi má. Má ngồi đó má khóc hoài sao được? Má kể con nghe đi. Thôi được rồi, con ngồi xuống đó đi, mà kể cho con nghe. Gia đình của bác Hai chính là người năm xưa đã bán ruộng vườn đất đai, đưa tiền cho má để trả nợ.
gia đình của ông ngoại con năm xưa làm ăn thất bại, người ta truy tới tận cửa đòi giết. Nhưng mà cũng nhờ có bác hai nên gia đình đã vượt qua cơn khổ cực. Rồi sau đó bác hai rời xa quê hương nên đã mất liên lạc mấy chục năm nay. Đến bây giờ mà mới gặp lại bác ấy. Phi lý, thật phi lý mà. Trên đời này làm gì còn có một người mà tốt như vậy được. Còn chứ sao không hả con? Quan trọng là mình có duyên để gặp được những người tốt đó hay không thôi. Không, con thấy trong cái chuyện này á, có cái gì đó không ổn á. À, chắc là ông ta để ý đến má nên ông ta mới giúp gia đình của má, để cho má mang ơn ông ta. Sau này á, má lấy thân má đền đáp cho ông ta chứ gì. Xưa, cái người này cũng biết quá mà. Sĩ à, con không được ăn nói linh tinh như vậy. Má và bác hai không bao giờ có chuyện đó. Bác hai là người tốt, bác là người hàng xóm của má, đã giúp má. Ai ở trong làng đó bác cũng giúp hết. Mà má cũng đã hứa, nếu như mà má có tiền, má sẽ trả lại cho bác ấy. Vậy là bây giờ má vẫn muốn trả ơn cho ông ta đúng không? Rồi 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 rồi, cho ông ta là người ơn của má đi. Vậy tại sao ông ta lại ở chung nhà với thằng Duy Long? Ông ta với thằng Duy Long có mối quan hệ là sao? Thật sự bác hai không có muốn đòi hỏi gì ở má cái món nợ đó. Bác hai là người tốt, là người hiếm có, phải biết tôn trọng bác ấy. Còn những chuyện khác con hiểu như vậy là đủ rồi. Má không muốn nói nữa, má lên đầu nghỉ ngơi đây. Má, má, má chưa có trả lời con xong mà, con cũng chưa có hỏi hết. Nói vậy là hiện tại má mình đang mắc nợ ân tình và tiền bạc của lão già đó. Món nợ này rất lớn nên mới phải đi theo lo lắng cho lão ta. Mình phải nghĩ cách cho má mình mau chóng thoát khỏi món nợ trời ơi đó mới được. Còn mối quan hệ của người đàn ông đó và tên nhà văn là gì? Vô đi. Ba, ngồi đi con. Ba tìm con có việc hả ba? À, ba định nói với phòng kế toán tháng sau sẽ tăng lương cho con. Dù sao con cũng là con trai của tổng giám đốc, con cũng cần có những khoản để chi tiêu cho riêng mình chứ. Sao vậy? Ba đau không ba? Con suốt ngày như con nít vậy đó. Có phải nằm mơ không ba? Trưởng thành lên coi. Dạ. Ủa ba, mà sao ba lại tăng lương cho con vậy? Có cái chuyện tăng lương không mà cũng thắc mắc nữa. Ba giúp người ngoài được, không lẽ đứa con trai duy nhất của ba mà ba không giúp được hay sao? Người ta sẽ cười ba đó. Với lại thời gian vừa qua ba phải công nhận con đã cố gắng và cống hiến cho công ty rất nhiều. Đây là phần thưởng xứng đáng cho con. Dạ. Con cảm ơn ba. Thôi, con đi làm công việc của con đi. Dạ, dạ thưa ba con đi. À Sĩ nè. Dạ. Nghe lời ba dặn, cố gắng lên, trau dồi học hỏi nè. Sau này ba sẽ giao công ty của ba cho con. Ba nói thiệt hả ba? Thiệt chứ. À ba, mấy nay ba biết là má lén lút đi đâu không? Má đi gặp một người gọi là ông hai. Má nói là cái người đó là người ơn gì của má đó. Ngày xưa bán ruộng đất rồi giúp má lúc nhà má gặp nguy á. Vậy à?
Má con nói vậy con cũng tin à? Con đâu có tin. Dễ gì con tin má. Trời ơi, con còn thấy ghét nữa kìa. Con chỉ sợ là má bị lừa gạt thôi. Tại vì má hiền quá mà ba. Đúng rồi, má con hiền lành quá, rồi đâm ra tin người. Dạ. Nhưng mà có con coi chừng má cho ba là ba yên tâm rồi. Cảm ơn con. Ba yên tâm đi, con sẽ theo sát má, không để má xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, rồi đi làm việc đi con. Dạ, thưa ba con đi. Ừ, nhớ là ba dặn nha. Dạ. Hai Nhẫn. Cậu tới đây làm gì? Tôi tới để giải quyết chuyện giữa ông và má của tôi. Giữa tôi và má cậu không có gì để giải quyết hết. Cậu đi về đi. Tôi cũng thấy như vậy đó. Đâu có gì đâu mà giải quyết. Nhưng mà má của tôi nói là nợ ân tình của ông. Chắc là ông gù quên má của tôi để trục lợi riêng cho bản thân của mình, đúng không? Mày! Cái gì? Cái gì? Quánh tôi hả? Ông ngon, ông quánh tôi đi. Quánh thử coi. Không có má tôi cản á, là ông chết lòng với tôi rồi. Cậu về mà nói với má của cậu á, chứ đừng có qua đây mà ăn nói mất dạy. Tôi không có kêu bà ấy tới đây, và cũng không cần bà ấy trả ân tình cho tôi. Tôi cũng nói rồi, nhưng mà má của tôi á là người trọng tình trọng nghĩa, có nợ là phải trả. Nè, cầm lấy đi. Chị ít hả? Biết ngay mà. Nè, cầm lấy đi. Tránh xa má của tôi ra nha. Mày, mày biến ra khỏi nhà tao. Câu này tao nói với mày mới đúng. Mày biến ra khỏi nhà của tao. Mày có mục đích gì? Mày gù quấn em gái của tao. À, chắc là ông già này dạy cho mày gù quấn em gái của tao để hòng chiếm đoạt tài sản gia đình nhà tao. Hai bác cháu của mày cùng một cuộc cá mà. Mày, cú đấm tao dành cho mày. Bớt ngông cuồng và hồ đồ lại. Mày về nói với má mày á, đừng qua đây nữa. Bác cháu tao không cần bà. Đi. Mày nhớ đó. Hai bác cháu mày ăn hiếp một mình tao chứ gì. Nhớ đó. Sĩ. Má. Con kêu má xuống đây có chuyện gì hả? Từ nay á, má không cần phải ái nái, không cần phải đến nhà thằng Duy Long để trả ơn gì nữa. Cái gì vậy sĩ? Con lại qua bên đó con gây chuyện với người ta nữa hả? Con đâu có gây chuyện gì đâu. Con đang giúp má mà. Giúp má? Con là thằng có ăn có học, con biết lý lẽ, có ơn là phải trả ơn. Con qua nhà ông ta cho ông ta một số tiền, nhưng mà ông ta sĩ diện, ông ta không chịu lấy. Chắc là ông ta có mục đích gì khác đó. Má đừng có tới nhà ông ta nữa nha. Trời đất ơi, sĩ ơi là sĩ, tại sao con làm như vậy? Con có biết là người ta là gì má? Người ta là người ơn, là người ơn sâu nặng của má. Con ơi là con làm ơn. Con đừng có hành động hồ đồ như vậy nữa. Con đang làm cho người ta bị tổn thương đó. Má ơi má, má còn binh ông ta nữa. Con có làm hại ông ta đâu mà tổn thương ông ta. Trời ơi, người ơn gì kỳ cục vậy? Người ơn đưa tiền chịu lấy. Vậy ông ta muốn cái gì? Phải chi ông giàu có như trước đây theo lời của má nói á. Con đằng này bây giờ nghèo rớt mồng tơi à. Con bậy đặt nữa. Má càng nói con càng suy nghĩ khác về ông ta. Sĩ à, nợ ân tình rất là khó trả, không thể nào giải quyết bằng đồng tiền được đâu con à. Vậy bây giờ má muốn sao? Má muốn sao để giải quyết xong cái chuyện này, để ba khỏi lo, má khỏi khổ sở nữa? Thì để từ từ má tính.
Sĩ à, thiệt ra má với lại người ơn đó có một chút hiểu lầm. Khi nào mà giải quyết được hết hiểu lầm đó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Má giải quyết cái gì á thì má giải quyết nhanh gọn lẹ đi, nếu không á con không có tha cho ổng đâu. Còn một chuyện nữa nè, cái thằng Duy Long á, nó nói là bác cháu nó không có cần má trả ơn gì hết á. Với lại nó nói má đừng có qua đó làm phiền nó nữa. Anh hai. Thím ba, đã khuya lắm rồi, thím tới đây có chuyện gì không? Còn nếu không có thì sáng mai hãy tới. Chứ bây giờ thím ở đây, hàng xóm người ta dị nghị nữa. Em thấy trời đang nổi gió trở lạnh, em sợ thằng Chậm nó đi làm khuya về để bụng đói ngủ luôn, nó dễ bệnh lắm. Em có nấu một ít cháo cá để cho hai bác cháu ăn cho ấm lòng. Chậm, má có đem cháo cá qua cho con nè con. Bà lại nấu đồ ăn đem tới đây hả? Bà làm như vậy á, thằng Sĩ á, nó hiểu lầm bác hai tôi đó. Má biết mà, cho nên má mới canh tới giờ này má mới qua. Cháo cá má nấu ngon lắm, thơm nữa. Anh hai, anh hai, anh hai đem vô rồi hai bác cháu ăn nha. Thì bà, tại sao bà tự làm khổ mình như vậy? Mà đêm khuya rồi, bác cháu tôi đâu phải ăn cháo đâu. Lần sau bà đừng đem tới nữa, và bà cũng đừng làm vậy nữa. Chậm mà, Chậm, Chậm nó nói đúng đó. Bây giờ đã khuya lắm rồi, hơn nữa tôi với thằng Chậm cũng đã ăn rồi, tôi không có muốn điều tiếng không hay đâu. Nhưng thím mang về đi, lần sau đừng có mang tới nữa. Mình vô bác hai. Chậm à, Chậm má nấu ngon thiệt mà con. Con tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non, đừng thương lòng tôi phận nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi nhưng Chậm ơi, Chậm, Chậm ơi, nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu thật tình tan. Ai oán hận gì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng ngón nhịp sông lan, lỡ ước rồi sao? Bác hai của lo chuyện lâu lâu không? Người ta nhà giàu, người ta đi xe hơi, chứ phải nhà nghèo đi xe hai bánh như mình đâu mà ước. Bà không ước đâu, bác hai đừng có lo. Cũng đúng. Tự nhiên bác hai lại đi lo cái chuyện gì đâu không vậy? Đàn là tiếng lòng tôi, đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phận thiết lòng đau. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương như mong đêm dài, biết rằng người đã phụ tôi. Chậm ơi, ba đại giá ở ngoài này nha con. Con với bác hai ra lấy ăn, con có hứa thì ba mới về nha Chậm. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Còn con đó,
má con, mà con cứ kêu bãi hoài vậy sao? Hai tiếng đó đối với con thiêng liêng lắm. Tiếng gõ nhịp sông con chưa bao giờ được khiến ai loan nhịp cho đời. Nhưng bây giờ con không thể gọi buồn thương cho con đi ngủ. Bác Hai đừng có ra. Nó không phải là nghĩ. Bác Hai lại siêu lòng. Chậm ơi, lấy cháo ăn đi con. Chẳng lẽ con ghét má tới vậy sao hả Chậm? Má con lúc không được kìa. Chậm ơi, ăn cháo của má nè con ơi. Chậm. Chào ba đồng con lắm. Mình, sao mình lại ở đây? Mưa như vậy bệnh chết luôn đó. Làm gì thì làm, cũng phải thương lấy bản thân mình chứ. Mình có công việc, sao không nói tài xế chở đi? Ủa, mà ở đây hình như là nhà của cậu Long đúng không? Mình tới đây làm gì vậy? Em nghe con Hân nói cậu Long bị bệnh, nên em nấu cháo mang qua. Trời ơi, rồi đem cháu tới đây. Rồi sao không mang cháu vô nhà mà đứng ngoài mưa? Em tới mà cậu Long không có ở nhà. Rồi sẵn đẹp đứng đây, em đợi có xe đậu đó rồi đón em về. Cũng may là anh đi công việc, đi ngang qua đây. Thôi mình về nha. Dạ. Đi mình. Trời ơi, ướt hết rồi nè. Lấy cháo xong đi về. Được mà làm không được. Má con cũng có tuổi rồi, đâu thể nào đứng ngoài mưa cả đêm như vậy được. Con cũng đừng buồn, má con làm như vậy bác thấy cũng có lòng rồi. Đã lỡ lấy rồi thì vào trong ăn đi con. Con không ăn đâu.
Bác Hai ăn đi. Tội nghiệp thằng nhỏ, lâu rồi mới được ăn đồ ăn má nó nấu. Trong lòng nó vẫn còn má nó. Làm sao để hai má con nó hòa thuận trở lại đây? Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng để phai. Nghe tiếng đàn thở than, cõi lòng miên man kêu tịch tình tan. Ai oán hờn vì ai, tiếng nghe thở dài khiến đàn tôi đứt dây. Tiếng gõ nhịp sông lan khiến ai loan dịp cho đời buồn thương, buồn thương cho kịp chung tình. Sao bữa nay con lạ quá vậy? Nhìn vô không biết người ta nói là con thất tình đó. Thì con đang thất tình thiệt chứ bộ. Quỳnh đã từ chối thẳng thừng con rồi, nói là không có chịu cưới con nữa. Trời ơi, con sao yếu đuối quá vậy? Không lẽ con Quỳnh nó từ chối con rồi con chuyển từ con trai thành gái hả? Không có đâu nha, con không có như vậy đâu nha. Má giỡn chơi thôi. Con yên tâm đi, đã có má đây rồi, con đừng có lo gì hết. Má bệnh nhẹ thôi, nhưng má da giờ má bệnh nặng, để má ép nó lấy con. Được không má? Dù gì á, Quỳnh cũng là bác sĩ mà, làm sao mà Quỳnh không phát hiện được? Con yên tâm đi. Trời đất ơi, giả giờ đóng kịch là cái nghề của má mà. Vậy hả? Yên tâm đi, con Quỳnh nó tin má lắm. Dạ. Cầm giùm má đi, má đi rồi ngồi vô má ăn tiếp. Ủa má đi đâu? Để con dẫn má đi. Ê, má đi vệ sinh, con đi theo má đâu có được. Công nhận con nói đúng nghe, cây này nó mát dễ sợ, ăn vô nó cứ bắt đi hoài à. Chờ má nha, vô hai má con mình tâm sự tiếp. Dạ. Má đi cẩn thận nha má. Yên tâm đi, trời ơi má khỏe lắm con ơi. À! Má sao vậy má? Ôi. Trời ơi, má ơi, má. Chắc má đang diễn té đúng không? Thôi, má diễn hay quá à. Diễn hay thiệt luôn má. Thôi ngồi dậy đi, ngồi dậy. Ôi trời. Cái gì vậy? Con ơi. Trời ơi, đây có hai má con mà diễn hoài à. Diễn đi, nằm đi dơ đồ. Má không có diễn, mà má té thiệt. Con ơi. Hả? Chắc là má bị gãy xương sống rồi con ơi. Trời ơi, má. Ôi, má. Má. Má bị làm sao hả anh? Má của em bị té. Bị té rồi làm sao nữa? Anh cũng biết nữa. Bác sĩ Quỳnh. Bác sĩ. Rất tiếc thông báo với cô, mẹ cô bị té, chấn thương cuộc sống. Tình hình này cần phải theo dõi mới có kết luận chính xác được.
Vậy vậy mình mổ được không anh? Hay là mình tiến hành những hội chẩn khác hả? Chúng tôi có tiền, tốn kém bao nhiêu cũng được hết á. Vấn đề ở đây không phải là tiền, chấn thương cuộc sống không phải là chuyện nhỏ, khả năng có thể là bị liệt. Hả? Chào bác sĩ Quỳnh, chào anh. Ủa Quỳnh, là sao Quỳnh? Bị liệt là sao? Bác sĩ nói là phải theo dõi mà. Bây giờ chúng ta có thể làm chờ kết quả của bác sĩ thôi. Má, má còn đau không má? Má thấy sao rồi má? Con ơi, qua sự việc lần này má thấy má giống như trái chín ở trên cành vậy. Nó muốn rụng giờ nào nó rụng. Má chỉ sợ sức tàn lực kiệt. Má đi theo ông theo bà mà trong lúc con chưa có thành lập gia thất nên má lo. Còn phải có nơi nương tựa thì má mới yên tâm. Má đừng nói vậy mà má. Con chỉ cần má thôi, con không cần ai nữa hết á. Vì bây giờ quan trọng nhất là làm sao chạy chữa cho má thành công mà má. Trời ơi là trời, má đang bệnh đang hoạn vậy mà con cần cãi lời má nữa hả? Nếu như mà con không chịu đám cưới với thằng Sĩ, má cắn lưỡi má chết ngay tại chỗ cho con coi nè. Má, má đừng có ép em Quỳnh như vậy mà má. Được rồi, chỉ cần má chịu chạy chữa, muốn như thế nào cũng được hết trơn. Con ngoan, ê ba nói á, sau này sẽ để lại công ty cho anh hai đó. Lúc đó đó em phải cố gắng siêng năng mà làm việc nha. Nếu không anh mà lên chức rồi á, anh sẽ đuổi việc những người mà lười biếng, trong đó có cái bản mặt của em đó. Sao em thấy cái người mà lười biếng nhất công ty này là anh đó. Nếu anh lên chức rồi anh tự anh sa thải anh luôn đi. Thôi anh nói thiệt đó nha, anh không có nói giỡn đâu đó. Vậy là lúc mà ba nói với anh, em nghĩ là lúc đó ba đang ngủ mơ, hoặc là ba đang không tỉnh táo hay ba xỉn gì đó mà ba nói câu đó. Chứ anh làm biếng thấy mồ, làm gì có chuyện giao lại công ty cho anh. Khùng quá à, nói thiệt chứ bộ, ba nói thiệt đó. Tại vì bây giờ ba thương anh lắm. Chùa, bây giờ ba thương anh lắm. Vậy ý anh có nghĩa là trước đây ba không thương anh chứ gì? Ừ, phải thì lúc đó cũng thương, nhưng mà thương ít hơn. Bây giờ ba thương nhiều lắm. Không nói chuyện với anh nữa, mất thời gian đi làm. Sĩ, anh chị nghe tin gì chưa? Tin gì? Tôi được tin chú Phi chết rồi. Cái gì? Chị nói giỡn hay gì vậy? Bậy, chuyện chết chóc ai mà đem ra giỡn được. Tôi nghe là chú Phi bị bọn lâm tặc giết chết. Cả công ty đang đồn ầm lên đó. Anh hai, làm sao có chuyện gì xảy ra được anh? Mình đi gặp ba đi, ba là người hiểu rõ nhất. Đi. Giờ này ba phải tới công ty rồi chứ. Em cầu mong tin về chú Phi là tin không xác thật. Chú ấy sẽ không sao đâu đúng không anh? Anh cũng mong đó là tin đồn. Với lại chú ấy cũng rất là thông minh, chuyện gì mà không giải quyết được. Ba. Ba. Sao rồi ba? Ba nói cho con nghe đi ba. Thông tin về chú Phi là hoàn toàn sai sự thật đúng không ba? Ba cũng định đi tìm các con đây. Ba mới vừa từ sở cảnh sát trở về. Ba nói gì là nói tìm được một cái xác ở trong rừng. Qua những lời họ mô tả thì ba xác định đó chính là chú Phi. Không, không thể đâu ba. Chú Phi hiền lành như vậy mà làm sao có chuyện đó xảy ra với chú Phi được. Ba cũng đang rất sốc đây. Ba, nhưng mà sao chú ấy chết vậy ba? Theo thông tin không chính thống, có thể bị bọn lâm tặc giết chết.
ấy đi dựng chuyện gỗ cho ba mà. Trên đường đi còn có rất nhiều người nữa, làm sao bọn ấy có thể? Bọn họ khai với cảnh sát. Chú Phi của các con hẹn mọi người ở chỗ tập kết gỗ, nhưng cuối cùng chú Phi lại không đến. Có thể là bị giết chết trên đường đi. Nếu nói như vậy thì bọn chúng đã nắm rõ đường đi nước bước của chú ấy rồi. Tụi con không biết đó thôi. Bọn lâm tặc rất thù hận chú Phi của các con. Trước đây chú Phi đã làm rất nhiều điều khiến cho bọn chúng ghét, nhất là vì cứu ba mà chú Phi của các con đã phải gây hấn với bọn chúng. Có thể lần này biết chú ấy trở về, có khả năng cao là bọn chúng tìm đến để trả thù. Trả thù? Có nghĩa là ba hoàn toàn biết chú chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm với chú ấy. Ba hoàn toàn có thể đoán trước được điều này. Tại sao ba vẫn phá chú ấy đi ngay trong lúc này chứ? Nếu ba biết trước thì ba đâu có làm đâu. Ba tưởng mọi chuyện qua rồi, không còn ai còn nhớ tới được nữa. Bây giờ ba nói gì được gì, làm sao để chú Phi sống lại đây? Lỗi tại ba, tất cả là lỗi tại ba. Ba cũng đừng có tự trách mình nữa. Em bình tĩnh đi, ba cũng không có muốn đâu mà. Sĩ à, con đưa em con về đi. Nó bị sốc như vậy chắc nó không thể nào làm việc được nữa đâu. Dạ, con cũng đang buồn quá. Mặc dù thường ngày con với chú ấy hay cãi nhau. Ba, hôm nay cho con xin nghỉ luôn nha ba. Con về đi. Thưa ba, con về. Đi em. Của ba em, chú em mất rồi. Con Phi mất rồi. Chú em mất rồi. Tại sao lại mất? Chú em bị bọn lâm tặc giết. Em không thể chấp nhận được sự thật này. Em không thể chấp nhận được sự thật này. Em bình tĩnh đi, mọi chuyện đã lỡ rồi mà. Đưa em tới nhà của chú ấy, thắp cho chú ấy một nén nhang nha. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Nhìn đồ đạc có vẻ đơn sơ quá. Làm cho ba em bao nhiêu năm, không lẽ chú ấy không tích góp được gì? Chú Phi sống đơn giản lắm anh. Thank you.
Sự thật này nếu chú có nghe được những lời con nói, chú nhắm mắt thanh thản nha chú. Con sẽ nhớ chú lắm. Từ nay con không được gặp chú nữa rồi chú Phi ơi. Sẽ nhớ chú lắm chú Phi. Dạ thưa ba má, con xin phép ba má cho con được làm đám cưới với Quỳnh. Sao hai đứa quyết định cưới sớm vậy? Dạ tại má của Quỳnh đang bệnh nặng, bác ấy muốn Quỳnh có nơi nương tựa cho bác ấy được yên lòng. Chứ lại quan trọng hơn là con thấy tình cảm của con với Quỳnh á cũng tới giai đoạn chín mùi rồi, nên con mới quyết định cưới. Còn con, Quỳnh, từ nãy giờ bác thấy con im lặng. Vậy con có đồng lòng với con trai của bác không? Dạ thưa hai bác, hai bác cứ yên tâm ạ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con muốn lấy anh Sĩ là sự thật ạ. Kết quả về bệnh tình của bác, cũng may bác té ngã không quá nặng, nên tổn thương chỉ ở phần cắt đốt sống, chưa ảnh hưởng đến tủy sống. Chủ yếu là đau ở phần tổn thương, bác nên nằm điều trị ít hôm sẽ khỏi. Chờ ngày gặp mặt thông gia xong xuôi hết rồi mới nói cho nó biết. Mình có dặn dò các bác sĩ rồi. Má ơi, hay má vô trong nghỉ đi, sức khỏe của má chưa được tốt, ngồi đây trời gió lắm má. Không được, má phải ngồi đây á, má đón thông gia. Và ngày hôm nay á, nè, con nhéo má thử coi, con bà có nằm mơ không? Bà không có nằm mơ đâu, là tôi nè. Má, mấy người đi hết đi, đi hết đi. Ủa? Má. Má cái gì nữa? Nói chung là không có má con gì hết, không có cưới không gả gì hết, đi hết đi. Ủa sao má lại? Bà Trúc à, bộ tôi làm cái gì cho bà không vui hả? Hay là thằng Sĩ nó làm cái gì phật lòng bà? Thiệt tình là tôi gặp bà tôi mừng lắm, mà hình như là bà không vui khi gặp tôi hả? Nói chung là tôi không thích, tôi không vừa ý ai hết á. Ủa bác ơi, con xin lỗi, chắc do sức khỏe của má con không tốt nên mới như vậy. Không sao đâu, bác là bạn thân của má con mà. Thôi hai đứa đi ra ngoài đi, để bác nói chuyện với má con cho tiện ha. Đi em. Bà Trúc à, nói chung là tôi không muốn gặp, tôi không muốn nói chuyện gì với bà hết. Bà đi về đi. Bà Trúc, tôi với bà có hiểu lầm gì á thì bà nói hết ra cho tôi biết đi.
Chứ thiệt tình là tôi không hiểu gì hết đó. Không có hiểu làm gì hết. Tôi ghét bà thật sự đó. Chúc chờ anh sáng giờ luôn á. Bà có chuyện gì không? Là Chúc thích anh. Tôi xin lỗi Chúc nha. Tôi có người thương rồi. Anh thương ai? Tôi thương cô Hải. Trời ơi, giờ hai đứa còn định đưa nhau lên Sài Gòn trốn nữa. Chuyện động trời thiệt rồi. Cả cái làng này đồn á, mày có gian tình là không có sai chút nào luôn đó Hải. Mày có chồng có con rồi mà tối ngày hú hí ông thức. Giờ định đưa nhau lên Sài Gòn sống chung luôn hả? Cô Trúc, mày mới nói gì? Bộ tao nói không đúng hay sao mà mày nhìn tao? Mày biết cái gì mà nói? Mày dám đánh tao hả? Cô, giờ sao? Giờ anh định minh nó đánh tôi hay gì? Tôi không có đánh cô, nhưng cô đụng tới Hải tôi sẽ đánh cô đó. Hai người đúng rồi. Mình đi em. Đúng là cái đồ, đúng là cái đồ gian ngu dâm phụ. Tôi không có đi với hai người đâu. Nói chung là những người á tôi thích mà dành hết của tôi, đến cuối cùng tôi phải đi lấy một người mà tôi không thương yêu gì hết á. Rồi bà lấy ai? Thì thằng cha mổ heo trong làng chứ còn ai nữa. Ông đeo tôi dữ quá, ông năn nỉ tôi, rồi tôi cũng sợ người ta nói tôi là ế chồng, cho nên tôi mới lấy ông. Rồi bây giờ bà bệnh như vậy, ổng đâu, sao không vô chăm bà? Còn hỏi nữa hả? Ông chết mất tiêu rồi. Hỏi cái câu giống như là dao đâm vô tim tôi vậy. Trời đất ơi bà Trúc ơi, tôi thiệt tình là tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Bao nhiêu năm qua tôi không gặp lại bà, tôi đâu có nghĩ là bà lâm vào hoàn cảnh đáng thương như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng đâu có lỗi gì với bà đâu. Bà đừng có ghét tôi nữa mà. Cái tánh tôi là như vậy đó. Tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn, tôi ghét ai tôi ghét đến chết luôn. Mấy người đang giả lả đừng có tử tế cho tôi nữa. Tôi không có gả con gái tôi cho con mấy người đâu. Má vợ, má vợ nói là không gả Quỳnh cho con hả má vợ? Tôi nói là nói thật như vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Có trách là trách mẹ của cậu đi. Ăn ở không đàng hoàng, đời cha ăn mặn thì đời con khác nước. Má, có gì từ từ nói nha má. Không có từ từ gì hết trơn. Má mệt mỏi lắm rồi, mấy người đi về đi, tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa. Ủa là sao má? Thôi mình về đi con. Thưa bác, anh về trước nha. Má, má con là vậy đó. Má đổi ý rồi, má cấm con tuyệt đối không được lấy thằng Sĩ nữa. Má, bây giờ má của Quỳnh vậy giờ mình tính sao giờ má? Còn tính sao nữa? Thì con thấy má của Quỳnh cư xử với hai má con mình sao rồi đó. Trời ơi, tại sao mọi chuyện ra nông nổi vậy không biết nữa. Mà má với lại má của Quỳnh á, có ăn quán gì từ trước vậy? Thì cũng không có gì hết. Ngày xưa má với bà ấy là bạn thân với nhau, nhưng mà má thì má đối xử rất tốt với bà ấy. Nhưng mà má cũng không hiểu sao bà ấy lại ghét, rồi nuôi thù hận má bao nhiêu năm nay. Má cũng đang buồn và sốc về chuyện này đây. Tất cả là tại má đó. Con với Quỳnh mà không tới được với nhau á là tại má đó. Sĩ à, con không có được trách má vô lý như vậy. Má đối với lại má của con Quỳnh á, từ trước tới giờ má chưa bao giờ làm sai cái gì mà hổ thẹn lương tâm của má hết. Nếu như má không muốn nói là má còn rất tốt với bà đó kìa. Má không làm gì sai, hay là má làm mà má không thừa nhận má sai. Giống như cái chuyện mà má chăm sóc thái quá cái thằng Duy Long đó. Má coi lại đi, có ai chăm sóc bạn trai của con mình còn hơn cái con ruột nữa. Má làm như vậy á, má có thấy là má làm tổn thương ba không? Giống như trong cái chuyện này nè, má nói má không có sai, nhưng mà con nè, con là cái người gánh lấy hậu quả nè. Sĩ, con không được nói như vậy. Con không được đem chuyện Long vào đây, không có liên quan gì hết. Con không hiểu mọi chuyện thì con đừng có nói. Con không hiểu hết mọi chuyện gì vậy má? Mà thôi đi, con không cần biết gì hết trơn á. Con mà không lấy được Quỳnh á, con sẽ không lấy ai hết á.
cả cuộc đời này con sẽ ở như vậy cho má coi. Má coi á, má làm được gì má làm đi. Sĩ à, con không được. Sĩ. Bà Trúc, bà tới đây làm cái gì? Bà tới bà định năn nỉ tôi đó hả? Tôi nói một lời nghe, không gả là không gả. Bà về bà nói với thằng con trai bà đi, bỏ cái định tới lui với con gái tôi đi. Bà nghĩ đi, tôi ghét bà tới như vậy thì làm sao tôi gả con gái tôi về làm dâu nhà bà chứ. Bà Trúc, hôm nay tôi nghe nói bà xuất viện, tôi đến đây chỉ muốn đón bà về, rồi sẵn thắp cho anh nhà nén nhang thôi mà. Thôi khỏi đi, bà đừng có làm như vậy. Mà thiệt, đúng là ông trời không có mắt mà. Con người như bà sống sai lắm, sống trật lất hả? Mà sao bà có diễm phúc quá vậy? Gia đình là giàu có, con cái là đề quề. Bà Trúc, bà nghe tôi nói nè. Bà đừng có nhìn bề ngoài, và rồi bà tưởng là tôi sống yên ổn. Đúng là tôi sống trong nhung lụa thiệt. Nhưng mà không một ngày nào tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn của tôi hết. Năm đó anh Thành chết, tôi nhục nhã tủi hổ bỏ xứ mà đi. Rồi con cái cũng thất lạc. Kể từ sau ngày hôm đó, dù là cuộc sống mới của tôi giàu có và sung túc, nhưng không một giây nào mà tôi sống yên ổn hết. Ai mà biết lời bà nói thiệt lòng hay là giả tạo. Tôi mà như bà, tôi sống sung sướng thấy mồ luôn, việc gì mà phải buồn khổ chứ. Bà không tin thì bà đi hỏi thằng Sĩ đi. Không một ngày nào là tôi không lên gian thờ để tôi tụng kinh niệm Phật. Nếu mà tôi sống vui vẻ thì tôi đã sống khác rồi. Bà Trúc, có chuyện này tôi muốn tâm sự với bà. Bà nhớ lại đi, ngày xưa tôi với bà thân lắm mà. Mà tôi cũng không hiểu sao ngày trước, sao mà lúc nào bà cũng ghét tôi. Nhưng mà tôi thì ngược lại, lúc nào tôi cũng mong nhớ, trông ngóng nhớ thương bà. Bà có biết tôi nhớ bà, nhiều lúc tôi nghĩ, đến lúc mà tôi nằm xuống, tôi không biết là tôi có gặp lại bà hay không, hay là tôi phải đau buồn, tủi thân khi chưa gặp lại bà. Rồi tự nhiên bây giờ ông trời cũng cho tôi gặp lại bà. Tôi không nghĩ là bà đối xử với tôi như vậy. Tôi đau lòng lắm. Bà thương tôi tới vậy luôn hả? Bà Trúc, người ta nói là trẻ cậy cha, già cậy con. Bây giờ tuổi tôi với bà cũng đã già rồi, niềm vui của tụi mình cũng chỉ nhờ vào mấy đứa con đứa cháu thôi. Rồi đẩy được sao duyên trời cho thằng Sĩ với con Quỳnh nó yêu nhau.
chắc là ông trời muốn tôi gặp lại bà. Bà thấy có phải là duyên không? Tôi thấy là quan gia thì đúng hơn. Bà Trúc à, bà phải nghe tôi nói. Dây duyên thì mình nên buộc, còn dây quan thì mình nên nới đi. Ngày xưa tôi với bà thân nhau, bây giờ mình phải bỏ qua hết. Đừng vì một cái hiểu lầm nhỏ mà mình lại sống xa nhau tới suốt đời, rồi ảnh hưởng tới chuyện của thằng Sĩ với con Quỳnh, hạnh phúc của tụi nó. Thì mình phải cố gắng, cố gắng vì tụi nó. Em về nha. Ờ. Ờ. Anh về nha. Bye. Anh đi cẩn thận nha. Anh biết rồi. Hân à, anh thương em thật lòng mà. Anh Di Long, em cũng thương anh thật lòng mà. Em tin anh. Con không được gặp thằng Long nữa. Nó là anh trai của con đó. Còn con đi về đi. Con không được làm vậy. Mày buông cô bé ra. Mày định loạn luôn với nó hả? Mày là thằng khốn nạn mà. Mày là thằng khốn nạn. Mày là thằng khốn nạn. Thứ nghiệt chủng như mày nên chết đi cho rồi. Chết theo thằng cha mày đi. Chết theo thằng cha mày đi. Di Long, đừng anh. Anh đừng bỏ em. Anh đừng đi nha Di Long. Đừng bỏ em nha Di Long. Em xin anh đó Di Long. Không. 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 Di Long, anh Di Long. Tụi con không thể nào quen nhau được, vì tụi con là anh em. Không, không, Di Long, Di Long. Không, không, không. Mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện tình trai trái này càng sớm càng tốt mới được.